Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người vợ. Người phụ nữ này tìm đến với tôi trong cái trạng thái cô rất là cân bằng và cô nói với tôi rằng những năm tháng sống chung với chồng thì em nghĩ là ngày này nó sẽ đến thôi. Nhưng mà em không có bất ngờ. Chính vì vậy, khi mà anh thú nhận với em là người thứ ba đang muốn đòi danh phận vì người thứ ba có thai rồi và bản thân anh cũng mong muốn em ly hôn và anh nói chuyện cũng rất lịch sự. Thì cái điều này thừa nhận một cái vấn đề như em cảm nhận đó là chồng em hiện nay đang yêu người thứ ba và muốn đến với cô ấy và muốn xây dựng một gia đình với người thứ ba cho hoàn thiện. Thì em cũng lắng nghe chồng em nói, em cũng không có tỏ vẻ tức giận, cũng không có vẻ gì bất ngờ. Nhưng mà em nói là để cho em suy nghĩ vài ngày rồi em sẽ có một cái lần nói chuyện với anh cho rõ ràng. Thì trước khi mà nói chuyện với người chồng của em á, thì em muốn gặp chị để mà chia sẻ. Chứ bản thân em không cần một lời tư vấn, nhưng mà em muốn nói chuyện với chị để cho mình coi như là được thông suốt hơn, mình nhẹ nhàng hơn, mình thoải mái hơn trong những cái lần mà mình nói chuyện. Có thể nói đó là lần sau cùng mình nói chuyện với chồng của mình. Vậy á, thì em cũng nhận thấy là cái chuyện chồng em thay đổi những cái mong muốn tình dục, có những cái vấn đề thất thường trong cái vấn đề sinh hoạt với con mắt của một người vợ. Giống như chị nói, chó săn trong hôn nhân. Thật sự cái lời nói đó nghe nó rất là thô, nhưng mà thực tế là người vợ khi mà thấy chồng có những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày là người vợ đã biết chồng mình có nhân tình. Em vẫn biết điều đó chị, nhưng mà em cũng cảm thấy rằng mình vượt qua được cái nỗi đau đó. Tại vì bản thân em trước đây cũng đã từng giang dở một đời chồng rồi, nhưng mà em không có con. Đến với anh này thì em mới có con. Thì khi mà em đã vượt qua cái nỗi đau chồng lần đầu tiên phản bội ngoại tình có người thứ ba, em đến với anh này sau một thời gian rất là dài. Nói chung là em đã chữa lành tổn thương rồi với cái người đầu tiên thì em đến với anh này. Thì chị biết rồi đó, cái tình cảm của cái người mà chín chắn là bằng cái tuổi mà gọi là không có phải yêu về tình dục hoặc là cảm xúc nữa thì nghiêng về phần lý trí nhiều hơn. Em đến với anh này cũng là một sự lựa chọn và chồng em cũng thế. Bọn em tương xứng với nhau, thế nên chọn lựa nhau. Cái việc mà em có chồng ly hôn không có con á, thì nó cũng chẳng phải là một vấn đề khi em đến với chồng hiện tại của em đâu. Thế nên là hai người đến với nhau thì cũng có được hai mặt con. Trong cái tình huống này thì em thấy chồng em á, quản lý về tiền bạc của anh á, một cách rất là nghiêm ngặt. Và có những cái sự thay đổi khi mà em thấy rằng khi mà em không có tiền hoặc là không có mang tiền về xài chung á, thì thấy chồng em có những thái độ nói chung là rất là vi tế. Tại vì chồng em là người có học và chồng em là người có tiền, có tài. Thế nên là cái sự thay đổi của chồng em nó cũng rất là nhỏ. Nhưng em là cái người nhạy cảm nên em nhận ra điều đó. Nhưng mà không sao, em đã nghĩ rằng cái ngày này nó đến. Thế nên là em chỉ có nghĩ là mình đón nhận. Và thông qua những video của chị, nó đã tiếp cho em thêm một cái nguồn năng lượng cho cái sự sáng suốt. Thực ra những cái bài chị nói, chị chia sẻ em rất là thấy đúng. Vì sao? Đối với một người đàn bà mà mang cái tâm mà không buông bỏ, nghe những cái lời chị nói rất là đau. Tại vì sao? Chị nói quá thật, nói đúng với đời, nói đúng vào câu chuyện, nói đúng về bản chất của con người. Khi mà chị nhấn mạnh vào cái chữ bản chất của đàn ông, bản chất của con người, bản chất của cuộc sống, em rất là thấm, rất là ngấm và em rất là cảm ơn những cái lời nói đó. Nó thức tỉnh em, nó làm cho em mạnh và nó làm cho em không còn biết đau đớn là gì nữa. Khi mà em vượt qua cái nỗi đau lần đầu tiên chia tay với người chồng phản bội, em đã có một cái vết dao, một vết thương trong lòng rồi. Đến bây giờ thì cái điều mà chồng em lại có một người thứ ba nữa thì nó lại không phải phụ thuộc vào em nữa rồi. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cái cô này cô có hai đời chồng mà cô đều bị nghiệp chứng người thứ ba hết, vậy là cô này cô có vấn đề. Xin thưa với chị rằng em không hề có vấn đề gì hết. Với người đàn ông đầu tiên thì em cũng rất là yêu thương chồng cũ của em. Tuy nhiên là người đàn ông đó trăng hoa, người đàn ông đó không quý trọng em. Và em vẫn là cái người đàn bà biết ăn mặc, có nghĩa là em cũng là cái người sành điệu, hiểu biết chứ không phải là không. Về nhan sắc thì em không tệ. Em bỏ chồng thứ hai em vẫn có thể lấy được chồng. Mà quan trọng là không phải vì em sốc, mà em đã hiểu được cái cuộc sống thông qua những cái phần mà chị tư vấn và chia sẻ. Em không hề chán đời nha. Em không phải là người phụ nữ chán đời. Em không hề tiêu cực với đàn ông, em không ghét đàn ông. Nhưng mà em đã hiểu rõ bản chất của đàn ông. Khi mà lợi ích của mình không còn á, thì người đàn ông cũng sẽ không bên cạnh mình nữa. Giống hệt như chị nói dùng cái câu là hết việc à, xong việc à, xong việc rồi, không còn việc gì để làm việc với nhau nữa hết. Thì thế nên là em thấy nó vừa buồn cười mà nó vừa thực tế mà nó vừa rất đau và rất đúng nữa. Đời nó là như thế. Thế nên là đường nhân gian đầy ải chua cay, ai không qua, ai chưa qua, chưa phải làm người. Thì cái bài lời bài hát đó mà chị thường hay hát cũng chẳng hay gì hết. Nhưng mà thực tế là chị đọc thì em thấy nó cũng là đúng.
Thế nên là có những cái bí mật của chồng nhưng mà em không quan tâm nữa. Vì sao? Em cảm thấy là mình càng quan tâm, mình càng để ý, mình càng dính mắc. Và em đã tìm thấy một cái loại sức mạnh khi mà chồng em bỏ rơi em ở trong hôn nhân. Mặc dù chồng em là người rất lịch sự và trách nhiệm nhé chị nha. Chồng em phản bội ngoại tình đến với người thứ ba nhưng em không hề nói xấu chồng em, bởi vì chồng em là người tốt. Có thể là em không phải là cái mẫu style người vợ đúng như anh ta muốn. Và trong cảm xúc tình yêu, tình dục, tình ái và những cái sự sẻ chia, em không phải là cái đối tượng mà anh ta cảm thấy là phù hợp với anh ta. Và khi sống chung với em một thời gian thì con người ta thay đổi. Thật tế ra mà nói, rất là nhiều người vợ đứng ở cái góc độ mà dính mắc vào người đàn ông thì sẽ cảm thấy mình hy sinh, rồi mình làm mọi thứ, chồng mình hất đổ, mình tổn thương, mình hận người đàn ông đó. Tuy nhiên em lại là một Phật tử, thế nên là em đã ngộ ra những đạo lý ở đời. Thì khi mà em cảm nhận ra là mình không còn là một gia đình nữa, đây không còn là một gia đình nữa, đây không phải là gia đình của em nữa, thì em đã thấy rằng người đàn ông đó có hay không với em thì cũng là mang cái tinh thần là trách nhiệm và lịch sự sống với em mà thôi. Giống như chị thường nói nhé, là ở chung nhà mà vẫn tốt tử tế với nhau, nhưng mà cảm xúc yêu thương anh ấy không dành cho em nữa. Trong cái tình huống này á thì em muốn chia sẻ với chị những vấn đề như vậy. Thì khi mà tôi lắng nghe cô nói thì tôi đặt ra cho cô một câu hỏi: em đã sẵn sàng để mà đón nhận cái sự vô thường trong hôn nhân của em chưa? Em đã sẵn sàng để tiếp nhận cái sự vô thường đến hôn nhân của em chưa? Thì cô nói là em sẵn sàng rồi chị, nhưng mà em muốn nói chuyện với chị vậy thôi. Em chỉ muốn chia sẻ với chị để cho chị làm một cái video, chị muốn chia sẻ cho nhiều người phụ nữ khác hãy sống giống như em để đừng có hủy diệt cuộc đời của mình vì những người đàn ông không yêu mình. Khi họ không yêu mình nhưng họ là người tốt và tử tế thì mình cũng không phải là mình nói là mình ngừng lại để mà cho người ta hạnh phúc là mình cao thượng, mà bởi vì đó chính là sự giải thoát cho cả hai. Mình cũng sẽ có một cái con đường, mình không còn phải chăm sóc người đàn ông đó giống như mình mắc kẹt vì mình chăm sóc con của mình rồi mình chăm sóc chồng nữa, thì mình sẽ có cái cảm giác như là mình phải chăm thêm một người đàn ông nữa, gần như là người đàn ông kia là chồng của em nhưng mà em lại phải chăm sóc họ nữa, thì em lại có cảm giác anh ta cũng là con của em luôn. Em lại có trách nhiệm chăm ba người. Nếu bây giờ anh ta đến với người thứ ba, anh ta có một gia đình khác thì một người đàn bà khác sẽ chăm lo cho anh ta. Và anh ta không có muốn nuôi con thì em sẽ là người nuôi con. Còn nếu mà anh muốn nuôi con thì em cũng ừ luôn. Tức là ở trong cái trạng thái người phụ nữ này có nghĩa là cô đã hiểu về cuộc đời. Tức là con nào đâu của mình, chồng cũng chẳng phải của ta, thân ta còn không phải của ta, chẳng có cái gì là của ta cả. Cô đã ngộ đến một mức độ đó, cô đã hiểu đến mức độ đó. Thế nên là cái việc mà chia tay với cô á, thì cô nói á, nếu mà một người mà không hiểu đạo, một người mà không thể buông á, thì cái việc mà chồng thú nhận muốn ly hôn với mình để đến với người thứ ba có thể là một cái điều gì đó rất là sốc với người vợ. Tuy nhiên em đã đón nhận được điều này và em chưa có trả lời. Tuy nhiên thì em cũng muốn chị có một cái lời nói nào đó dạy em để em nói chuyện cho nó hay hơn. Dù sao đi nữa em chia tay mà em cũng muốn cho mình một cái hình tượng đẹp. Vậy thì như thế này bạn nè, bạn nếu đã sẵn sàng cho cái chuyện vô thường trong tình yêu và bạn đã biết đáp án trong cái cuộc hôn nhân này là gì rồi á, thì bạn không có bị sốc nữa. Tôi và bạn đã nói rất nhiều vấn đề với nhau ha, nhưng mà chỉ chốt ý một điều như thế này: khi mà bạn đã chấp nhận người đàn ông đó bước ra khỏi gia đình của bạn và người đàn ông đó không xem gia đình này là gia đình của anh ta nữa và anh ta lại tạo thêm một gia đình khác, thì coi như là bạn đã chấp nhận buông buông ngay từ lúc mà người đàn ông đã không còn thuộc về bạn, cũng như là anh ta có nhiều cái sự thay đổi một cách vi tế để rời xa bạn một cách từ từ, trong lịch sự, trong trách nhiệm. Người đàn bà tinh tế sẽ nhận ra điều này. Thế nên là khi mà anh ta có người thứ ba bằng một cái lý do nào đó, một cái cách nào đó, thì bạn sẽ nói cái lời chúc phúc cho anh ta. Thì bạn chỉ cần nói là nếu bởi vì bản thân anh đã không chọn gia đình này là cái điểm dừng cuối cùng cho cuộc đời của mình, thì cái việc mà anh chọn một người thứ ba khác, một gia đình, một mái ấm khác sẽ là cái vấn đề gọi là mong muốn của anh. Tìm kiếm một gia đình khác đó là cái mong cầu hợp ý theo anh muốn, và em chấp nhận điều này. Còn nếu mà về nói về vấn đề tài sản và con á, thì nhà thì một nửa của em, một nửa của anh ta, và em và chồng em cũng có nhiều bất động sản, thì bây giờ của ai người đó lấy lại. Còn tài sản chung á, thì nếu mà em cảm thấy là em muốn anh ta trợ cấp một lần á, thì cái nhà ở chung á,
thì em có thể thỏa thuận với anh ta là để toàn bộ cái nhà đó cho em để em chăm sóc con, và em sẽ không đòi tiền trợ cấp, vì cái tiền trợ cấp sau khi mà lấy vợ rồi còn nhiều vấn đề. Còn nhưng mà trong cái trường hợp anh ta không muốn trợ cấp ngay tại thời điểm đó mà anh ta muốn từng tháng, và có thể là từng tháng anh ta cũng xù luôn, thì cái vấn đề này thì gọi là tùy duyên đi ha. Tại vì tôi cũng có nghe một cái chương trình luật sư tư vấn rằng cái câu hỏi như sau ha. Câu hỏi của luật sư: xin chào luật sư, em ly hôn với chồng rồi nhưng chồng em không trợ cấp, em làm sao để mà lấy được tiền trợ cấp của chồng em trong nhiều năm vừa qua, vậy thì em phải làm như thế nào? Thì người luật sư đó mới tư vấn là em nên khởi kiện để mà chồng em bắt buộc phải làm điều đó. Còn cái thứ hai là em có thể không cho chồng em gặp con để ép anh ta phải đưa tiền trợ cấp nuôi con. Tôi thấy hai cái phương án này đều không được, tại vì tòa đã xử rồi mà anh ta không có tuân theo. Anh ta không tuân theo tại vì sao? Việt Nam không quản lý theo như cái cách của các nước khác, đó chính là một người chỉ có một số tài khoản, và khi mà luật pháp đã gọi là quy định á, thì ngay tại khi mà quyết định thì tòa án đã ghi cái tên cũng như là thiết lập cái đó trở thành một cái quy luật, và cứ đến tháng là trừ tiền trong thẻ, và người ta không có quyền có nhiều thẻ thẻ ATM ấy, để người ta quản lý con người bằng cách đó. Thế nên là luật sư tư vấn là nên đi kiện lần nữa, cứ đi kiện hoài vậy đấy. Thì tòa đã xử rồi mà không nghe thì bây giờ đi kiện nữa, mà kiện thì tòa cũng xử là anh này cũng phải trợ cấp lại nuôi con, anh này không không làm đấy, việc của tòa là xử như vậy, còn làm hay không là việc của người ta. Đó là một vấn đề. Cái thứ hai nữa là nói về việc mà ngăn cấm con mình không gặp người cha đó thì tội cho con mình. Mình thương con mình thấy tội quá đi, chẳng lẽ vì vài đồng tiền mà bây giờ mình ngăn cấm, mà cái người đàn ông đã không muốn xì tiền ra để nuôi con của mình á, mà mình cứ đòi người ta thì mình cũng thấy quê. Cái người nào á, mà làm việc kỳ cục á, mà người ta không thấy quê, thì chính cái người có lòng tự trọng lại cảm thấy ngại, thấy quê, quê dùm. Có nhiều người á, hả, cho mượn tiền, đi đòi tiền mà mắc cỡ. Còn cái người á, cứ lì mặt ra, chây mặt ra, nhây nhả muốn lừa người ta, muốn cướp tiền của người ta luôn á, thì cứ tính như ruồi vậy đó. Thế nên là ở cái vấn đề như thế này á, mình ngăn cấm con mình gặp cha nó thì cũng tội cho nó. Còn cái việc mà ngăn cấm con mình để lấy được vài đồng tiền trợ cấp, nói thẳng cho các bạn biết luôn, cái người đàn ông á, khi mà nó đã ly hôn, nó có gia đình khác, nó có con khác rồi, nhiều khi á hả, bạn cấm gặp con bạn nó cũng chẳng thèm. Bạn có công nhận tôi nói đúng không? Tùy người đàn ông. Người đàn ông mà thương con á thì người ta sẽ có trách nhiệm với con. Còn có những người đàn ông á đã không bỏ tiền trợ cấp nuôi con thì cái việc mà người ta cũng chẳng muốn gặp con, nó cũng có khả năng là song hành đi cùng. Bạn hiểu không? Có những người đàn ông, nói đời hơn, nói rõ nè, có nhiều người đàn ông thương con thì người ta trợ cấp nuôi con. Còn có những người đàn ông á, thương con đó nhưng mà không trợ cấp tiền nuôi con, không có xì ra một đồng tiền nào cho vợ cũ hết á. Bà muốn nuôi thì bà phải toàn trách nhiệm mà nuôi, còn tôi chỉ là cái người đến thăm nó với trách nhiệm là một người cha của nó thôi. Còn bà muốn nuôi thì kệ bà, tại vì bà giành thắng rồi, bà cương với tôi thì bà nuôi đi, bà ngon thì bà nuôi đi, bà ngon ngon thì bà làm, bà nuôi thử nó cho tôi xem coi. Ý là người ta cũng muốn tạo những sự khó khăn bất lợi cho người vợ cũ sống với một cái tinh thần thắng thua như vậy. Bây giờ bạn cãi nhau với cái thằng cù lầy, cái thằng nhầy, cái thằng mà nó không tuân thủ pháp luật, cái thằng nó lì mặt ra, bạn có rảnh hay không để mà suốt ngày đi kiện? Bạn có rảnh hay không để mà chèo kéo anh ta? Bạn có cái lòng tự trọng để mà mình làm như vậy không? Có nhiều khi tôi nghĩ bạn không có cửa, không dám làm đó với con người như bạn. Ví dụ từng huống đó xảy ra với bạn, bạn nhé. Thì trong tình huống này á, nhà thì tiền của ai thì người đó lấy về. Nói chung là chồng bạn cũng không phải là cái người đàn ông mà tranh giành tiền bạc, nhưng mà anh ta cũng là cái người mà sát sao về tiền bạc, chứ chẳng phải là hào sảng đúng không? Thế nên là tiền của ai thì người đó lấy về. Bạn cũng có sự hỗn hợp với chồng của bạn, anh ta cũng có cái sự hỗn hợp như vậy. Thế nên là bây giờ mình thỏa thuận, mình chia tay trong văn minh. Còn cái tiền trợ cấp á, anh ta thuận tình á, thì mình làm như vậy. Còn nếu anh ta không thuận tình thì cứ theo ý anh ta để tránh tranh cãi, và mình cũng không cần thiết phải đòi hỏi. Và tôi vẫn tin rằng á, anh ta là người có tài, nhưng mà nếu anh ta tham á, thì cái phút mà ly hôn chia tay thì anh ta vẫn bầm tính và tính toán với bạn mà thôi. Tùy trong tình huống này mà bạn sẽ biết cách làm sao để xoay chuyển vấn đề, cũng như là làm sao để tạo điều kiện để mình có nhiều thuận duyên hơn trong vấn đề ly hôn. Còn thực ra mà nói về vấn đề như thế này này em nè,
Nếu mà em đã là một Phật tử, em hiểu được bản chất của cuộc sống, em đã có hai lần ly hôn và gặp hai người đàn bà là người thứ ba trong hôn nhân á, thì tôi cũng chẳng muốn nói về nhân quả làm gì. Bởi vì bây giờ cái xã hội người ta suy đồi về đạo đức, người ta xem phim sách nhiều quá, người ta dễ dàng buông thả, rồi người ta dễ dàng ngã mạn, người ta không có biết ơn cái người bạn đời, cũng như là người ta cho phép bản thân người ta được so sánh vợ mình với những người mà họ chưa từng sống một ngày nào hết. Thì chính vì cái vấn đề như vậy nên họ không cố gắng. Và người đàn ông vốn dĩ là có nhiều tính sai, tính hư, tính xấu, nhưng không chỉnh sửa, cũng như là không lấy lòng vợ, cũng như là không có như đàn bà. Đàn bà là khi mà chồng phản bội ngoại tình á, là đi tư vấn, là đi chữa lành để mà sống lâu, sống dài, sống mãi mãi với người đàn ông đó. Còn đàn ông thì không như thế. Họ rất là mau nản, về nói với vợ một hai câu xin lỗi mà vợ không có xìu xuống, vợ không có dịu dàng, vợ không có tha thứ cho mình, dẹp bà vợ luôn. Đó, đàn ông nó là như vậy. Thế nên là người phụ nữ nào là vợ mà thương chồng, cần chồng á, hoặc là chồng đáng giá với mình á, thì mình giữ. Còn nếu mà chồng mà thuộc cái dạng chồng quỷ á, thì bỏ đi là vừa. Ví dụ như vậy. Nên trong tình huống của bạn á, chồng bạn không phải là chồng quỷ, chồng bạn là chồng quý. Tuy nhiên bạn và anh ấy không mang lại được những giá trị lợi ích với nhau. Bạn hiểu không? Bạn nói cái câu là vì mình không có những lợi ích mà người ta cần, thì người ta cũng không có cần mình để làm cái gì hết. Tức là bây giờ con cái thì cũng đã trưởng thành rồi, bạn thì cũng vào cái tuổi trung niên già nhão nhanh rồi. Đó, nhiều người phụ nữ nghe thấy tôi nói già nhão nhanh thì tự ái lắm. Nhưng mà thực tế tôi cũng đang già nhão nhanh vậy. Ai cũng vậy mà thôi. Thế nên là khi mà bạn nhìn thấy rõ cái bản chất của người đàn ông là như vậy, thì cái người phụ nữ là người thứ ba đến với cái người đàn ông đó thì cũng sẽ có những cái nỗi đau. Nếu mà người ta không phải là cái người biết tu hành để chuyển cái nghiệp của mình ấy, thì họ sẽ quấn quanh trong cái việc mà giữ chồng đau khổ vật vã với cái chuyện ghen tuông. Và khi mà bản thân cái người đó cũng già nhão nhanh ấy, thì người ta cũng sẽ gặp những vấn đề như bạn thôi. Mỗi một người đều có một cái tâm để mà đón nhận cái nỗi đau. Ví dụ như là khi bước vào cái kỳ sinh nở đi ha, tôi nói vậy cho dễ, khi mà người phụ nữ đi sinh có cả chục, cả trăm, hàng ngàn người đàn bà. Có người đàn bà thì khi mà đau đẻ thì chửi chồng, mắng con, rồi nói toàn là những lời khẩu nghiệp. Có nhiều người đàn bà thì khóc, có nhiều người đàn bà thì im lặng, có nhiều người đàn bà thì rên nhẹ nhẹ, có người thì chửi hết luôn dòng tông họ hàng, có nhiều cào cuốc đào hết rồi luôn. Đó là cái sự phản ứng, đó là cái biểu hiện của mỗi người đàn bà khi đối diện với nỗi đau. Còn như bạn, khi mà đối diện với cái sự tan vỡ, bạn đã hiểu về bản chất con người, bạn đã hiểu về nhân sinh, bạn cũng có một cái tinh thần rất tích cực để mà dạy con sau ly hôn, và bạn cũng không thù ghét đàn ông. Và người đàn ông mà bạn chấp nhận ly hôn thì cũng là một người đàn ông lịch sự, có trách nhiệm. Nhưng mà bạn thấy để níu kéo hoặc là ở bên cạnh một cái người đàn ông mà khi người ta đã không toàn tâm toàn ý với mình ấy, thì cũng chỉ là giống như tôi cũng nói ấy, sống với nhau mà không có một tình yêu thật sự thì nó chỉ là tương sinh, lợi sinh, cộng sinh, rồi thậm chí là lợi dụng nhau mà sống. Thế nên là trong cái tình huống của bạn, bạn chọn cái cách ly hôn. Nếu mà bạn đã sẵn sàng đối diện với sự vô thường thì tôi thấy rằng cái sự lựa chọn của bạn không có gì là sai. Mình sống một mình, có nghĩa là người đàn bà đã hai đời chồng, thậm chí một đời chồng cũng không nên kết hôn một lần nữa. Nếu bạn là người phụ nữ đã có hai đời chồng thì bạn càng không nên kết hôn một lần nữa. Đây có thể là một cái lời khuyên dư thừa của tôi dành cho bạn, vì bạn đã là một người có thể nói là giác ngộ từng phần. Các bạn đã hiểu được là người đàn ông không mang lại một cái sự an toàn cho cuộc đời của người đàn bà, mà chỉ có người đàn bà tự đứng vững trên đôi chân của mình. Người đàn bà có sức khỏe, người đàn bà sống và tận hưởng giá trị chất lượng cuộc đời của mình theo ý của mình á, là người đàn bà tự do và sống có ích lợi, có giá trị với nhiều người, thì người đàn bà đó sẽ được hạnh phúc. Thì đó là chân giá trị của chính mình. Chứ khi mà mình đi vào cái con đường gọi là tái sanh đổi xác á, thì chỉ có một mình đi thôi, là không có người đàn ông ở bên cạnh. Thế nên là vô thường thì đã đến trong hôn nhân. Hôn nhân thì không còn, nhưng mà nhân quả còn. Thế nên là mình sống với đúng cái nhân quả của mình. Mình không oán trách, và mình cũng nói những lời tốt đẹp, chúc cho người ta ở lại hạnh phúc bên nhau. Mình không có hận thù. Có một cái cuộc chia tay văn minh lịch sự như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái kỷ niệm trong cuộc đời làm người của mình. Nó cũng là một cái trải nghiệm văn minh để mình bước qua những cái sự đổ vỡ.
Như bạn cũng đã thấu hiểu rồi đó, có rất là nhiều sự đổ vỡ, nó đem đến cái sự khủng hoảng cho người khác. Tuy nhiên bạn là người có tiền, bạn cũng là người có tài và cũng là người có sắc nữa. Cái chuyện mà bạn kết hôn lại với một người khác nữa thì nó không có phải là khó. Tôi hiểu điều đó. Chồng của bạn cũng vậy, bạn và chồng bạn đều là những người mà ngang ngửa nhau về tài sắc giỏi này nọ kia thì không có lo điều đó. Tuy nhiên là bạn cũng chẳng phải thất tình, bạn cũng không phải là thất tình, cũng không phải đau tình mà đến với người đàn ông khác, hoặc là mình hận đàn ông mà không đến với ai. Vấn đề đây là bạn đã ngộ ra cuộc đời, bạn đã hiểu chân lý, thế nên là bạn chọn cái cách sống một mình cho thanh thản, cho thong dong, cho bình an và cho hạnh phúc. Và bạn sử dụng được toàn thời gian, tất cả mọi thứ dành cho bạn và con bạn. Thế nên là với một người phụ nữ mà ly hôn giống như bạn thì nếu là cái hình mẫu chuẩn dành cho người phụ nữ ly hôn, có thể bạn sẽ là một cái hình mẫu chuẩn dành cho một người phụ nữ ly hôn tích cực, yêu thương con, tôn trọng và là một người văn minh bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống của các bạn. Khi mà các bạn cần tư vấn hãy nhìn lên màn hình Zalo, Viber, Facebook, hãy liên hệ với tôi theo cách đó, vui lòng không gọi điện thoại trực tiếp bạn nhé. Xin chào.